Hello, chào các bạn nhé. Hôm nay á, cô sẽ tiếp á, giới thiệu các em á, bài số 24 á, Việt Nam á, sau năm 1975. Thì hôm trước em học á, từ năm 1954 không, đến năm 1975 á, thì giờ các em thử liền á, cái bảng theo cái gợi ý này xem nha, có bạn nào nhớ không nè. Thời gian từ năm 1959 đến 1960. Các em nhớ nhớ sự kiện đó là gì không nhỉ? Rồi năm 1968, tháng 12 năm 1972, ngày 27 tháng 1 năm 1973, rồi năm 1975 và ngày 30 tháng 4 năm 1975. Rồi, thứ nhất thì các em nhớ năm 1950, 1960 thì đó là phong trào đồng khởi đúng không? Thì nhớ phong trào đồng khởi đó thì nó cho cái ý nghĩa nhất đó là nó chuyển từ cái thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công đấy. Nổi bật nhất đó là ở Bến Tre đúng không nha? Năm 1968 thì đó là tổng tiến công và nổi dậy năm 1968, tức là sau khi mà thất bại ở hai mùa khô đấy, 1965, 1966, 1966, 1967, về năm 1968, tức là ta chớp thời cơ vào dịp Tết Mậu Thân, đúng không? Và này là nó đã mở ra bước ngoặt cho cuộc kháng chiến chống Mỹ. Ở tháng 12 năm 1972 thì đó là trận Điện Biên Phủ trên không, tức là Mỹ nó đã dùng cái chính sách Việt Nam hóa chiến tranh đánh phá ở Hà Nội, Hải Phòng đấy, 12 ngày đêm, và ta đã đánh thắng trận này và buộc đó là Mỹ phải trực tiếp tới ký Hiệp định Paris. Cho nên sự kiện ngày 27 tháng 1 năm 73 đó chính là Hiệp định Paris được ký kết. Với hiệp định này thì em nhớ đó là gì? Mỹ phải rút khỏi miền Bắc nước ta đúng không? Rồi đồng thời đó là phải rút khỏi miền Nam Việt Nam. Đó là ta đã đánh thắng cho Mỹ cút và tạo điều kiện cho ta đứng lên giải phóng hoàn toàn miền Nam vào năm 1975. Năm 1975 thì đó là tổng tiến công và nổi dậy với ba cái chiến dịch lớn. Các bạn nhớ đó là chiến dịch Tây Nguyên là mở màn, chiến dịch Huế, Đà Nẵng và chiến dịch Hồ Chí Minh. Rồi 30 tháng 4 đó là miền Nam hoàn toàn giải phóng nha. Đấy. Thì đó là cô thống kê lại cho các em nhớ những cái mốc lớn nha. Và lát nữa ôn tập thì đi vào phần cụ thể. Rồi, như vậy từ năm 1930 đến năm 2000, cái phần này là cô khái quát lại cái thời kỳ phát triển lịch sử dân tộc. Em nhớ là năm 19 đến năm 1930, đó là quá trình mà Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị về mặt tư tưởng, là về tổ chức, về chính trị cho quá trình thành lập đảng năm 1930. Rồi cái giai đoạn 1930-1945 đó là 15 năm đấu tranh và để chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Và dẫn đến đó là khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ngày 2 tháng 9 năm 1945. Nhưng mà sau đó thì là gì? Pháp nó lại giả tâm xâm lược nước ta lần thứ hai. Cho nên tiếp tục 9 năm kháng chiến chống Pháp từ năm 1945 đến 1954. Và năm 1954 với trận Điện Biên Phủ và Hiệp định Geneva thì đã kết thúc cuộc kháng chiến chống Pháp của nhân dân ta. Rồi sau đó thì sau khi mà đuổi Pháp ra khỏi đất nước thì Mỹ lại tiếp tục thay thế Pháp và muốn biến miền Nam thành cái thuộc địa kiểu mới của Mỹ. Cho nên tiếp tục nước ta lại phải 21 năm đấu tranh chống Mỹ từ năm 1954 đến năm 1975. Thì những cái đến năm 1975 thì đất nước hoàn toàn thống nhất. Thì sau khi thống nhất thì tiếp theo đến năm 1975 đến năm 2000, thì cái giai đoạn này thì các bạn xem là tình hình nước ta sau khi thống nhất thì là tiến triển như thế nào, có những cái nhiệm vụ và hoàn thành những nhiệm vụ như thế nào. Thì hôm nay cô sẽ giới thiệu các bạn đó là tình hình nước ta sau năm 1975 và quá trình thống nhất đất nước. Thế cái nội dung hôm nay thì em cứ nhớ là tình hình hai miền Nam Bắc sau năm 1975 và hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Rồi giờ đi phần thứ nhất là tình hình hai miền Nam Bắc sau năm 1975.
Em thấy là sau năm 975 thì em xem là nước ta có những thuận lợi và khó khăn gì. Thì miền Bắc rồi miền Nam. Thì về miền Bắc thì các em xem đó là gì? Đấy. Tức là sau năm 954 thì nhớ là miền Bắc hoàn toàn giải phóng và đi theo con đường xã hội chủ nghĩa. Và cái quá trình xây dựng xã hội chủ nghĩa đạt được rất nhiều thành tựu quan trọng, đúng không? Và là cơ sở để cho nước ta tiến lên xã hội chủ nghĩa. Rồi là gì nữa? Rồi là hậu phương vững chắc để cho ta hoàn thành cái cách mạng dân tộc dân chủ năm 1975. Thì đó là đạt rất nhiều thành tựu to lớn về tất cả các mặt. Tuy nhiên thì các anh thấy là trong cái quá trình mà Mỹ nó biến miền Nam thành thuộc địa cửu mới trong 21 năm thì em thấy đó là gì? Mỹ nó đã hai lần đánh phá miền Bắc, không? Năm 1964 nó dựng lên sự kiện Vịnh Bắc Bộ đánh phá miền Bắc, và đặc biệt đó là năm 1972 các em cũng đã biết đó là gì? Mỹ đã đánh phá 12 ngày đêm. Đấy, 12 ngày đêm. Và đã làm cho ta bị tàn phá hết sức là nặng nề. Đấy, nói là hầu như là trong tổng số hơn 57.000 xã thì em thấy đã có 40.000 xã bị tàn phá. Có nhiều xã xem như bị tàn phá hết. Rồi tất cả mọi thứ là bị hầu như là bị phá hết. Lát nữa tôi cho các bạn xem một số hình ảnh nha. Còn đối với miền Nam, miền Nam cái thuận lợi sau năm 975 thì em thấy nó đã hoàn toàn giải phóng. Tuy nhiên bên cạnh đó thì bị chiến tranh tàn phá hết sức là nặng nề. Rồi còn nhiều di hại của xã hội cũ như thất nghiệp, mù chữ vân vân. Đây các bạn xem đấy, đó một số cái sự tàn phá, đúng không, trong chiến tranh. Đấy là hình ảnh ở phố Khâm Thiên, Hà Nội bị máy bay ném bom hủy diệt. Cảm thấy là nó tàn sát hết nha. Rồi hay là cầu Long Biên, cảm thấy cũng bị B-52 đánh bom. Đấy, nó sập hết. Hầu như là bị sập và có nguy cơ hầu như là phá hủy hết, đúng không? Đây. Rồi là nó giải chất độc da cam, cảm thấy là nó trụi hết lá, đúng không? Cây cối rụi hết lá, rồi là những người ảnh hưởng nữa, chủ yếu là ở dọc Trường Sơn đấy. Đây. Rồi bom mìn, cảm thấy bom mìn nó còn để lại rất là nhiều, nên ta là gì, bộ đội thì còn phải đi dò mìn để thu lượm. Rồi kể cả đến ngày nay ở một số nơi thì em thấy là trong quá trình lao động người ta vẫn còn đụng những cái quả bom, quả mìn á, rồi đôi lúc nó bị tai nạn nữa, đúng không? Đấy, di chứng của chiến tranh đấy. Rồi đây là những cái di chứng của chất độc da cam, cảm thấy đấy. Do Mỹ nó giải, đúng không? Đấy. Tuy nhiên thì sau đó thì ta đã đánh cho Mỹ thất bại nha, và nó đã rút quân và thống nhất đất nước vào năm 975. Như vậy bên cạnh như vậy cái phần này thì các em nhớ ha, tức là mặc dù là có thuận lợi nhưng bên đó cũng còn rất nhiều khó khăn. Khó khăn lúc này thì chúng ta khắc phục như thế nào, đúng không? Thì cái phần khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế sau hai miền đất nước thì cái phần này giảm tải lên về các bạn đọc ha. Giờ cái khó khăn đó thì chúng ta phải làm gì? Cái việc đầu tiên thì dĩ nhiên đó phải là hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Thì tại sao phải hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước? Thì em đi thứ nhất về phần nguyên nhân. Đã thấy là tuy lãnh thổ đã thống nhất nhưng ở mỗi miền Nam Bắc thì lại tồn tại hình thức tổ chức nhà nước khác nhau. Ở miền Bắc thì em thấy đó là chính phủ Cộng hòa Dân chủ, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Ở miền Nam thì chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Đó, một nước thì hai
hai tổ chức đúng không? Hai tổ chức chính trị, cho nên lúc này phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đó là chỉ có một tổ chức chính trị thôi đúng nha. Thì những cái thời gian sự kiện các em cần nắm ha. Đấy. Tìm các sự kiện gắn liền với các mốc thời gian. Đó là tháng 9 năm 975. Để em xem đó sự kiện gì. Đó là hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Tháng 11 năm 975, hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước được tổ chức tại Sài Gòn. Ngày 25 tháng 4 năm 1976, tổng tuyển cử bầu quốc hội trong cả nước. Tháng 6 tháng 7 năm 1976 thì quốc hội khóa 6 của nước Việt Nam thống nhất, họp kỳ đầu tiên tại Hà Nội. Thì lát nữa xem những cái nội dung này như thế nào. Thì giờ tôi cho các bạn xem cái hình ảnh về tổng tuyển cử ha, năm 1975. Các bạn thử xem là nó có khác gì với năm 1946 không? Từ sáng sớm, trên đường phố Hà Nội đã có nhiều hoạt động sôi nổi tuyên truyền cho cuộc tổng tuyển cử. Ngày hôm đó mọi người dậy sớm, mặc những bộ quần áo đẹp nhất để đi bỏ phiếu. Vì họ nhận thức được rằng đây là một sự kiện trọng đại. Những địa điểm bỏ phiếu thường được đặt ở giữa một khu phố trang hoàng trang trọng. Tôi nhớ là bàn trong bầu cử trang hoàng rất đẹp, có lập bàn thờ Tổ quốc với đèn nến đỉnh sáng choang, và có quốc kỳ và có chân dung Bác Hồ. Xung quanh thì treo đèn kết hoa, treo cờ. Người trưởng ban bầu cử có mời một cụ già là cụ Lang Đôn Thư là lên bỏ phiếu đầu tiên. Cụ mặc áo the để râu rất trịnh trọng. Cuộc bỏ phiếu năm ấy diễn ra nhanh chóng, chỉ đến trưa là cơ bản đã bỏ phiếu xong. Tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu rất cao, lên đến gần 99%. Có nhiều nơi, 100% cử tri đã đi bỏ phiếu. Trong nhà có mấy người để rủ nhau đi, thậm chí còn gọi hàng xóm láng giềng, ý ấy gọi nhau để đi bầu cho nó nhanh chóng và nó thuận lợi. Thậm chí có thể lúc đó còn có trao đổi nhẹ với nhau về chọn ông nào bỏ ông nào, tức là chọn ai bỏ ai. Có thể có ở bên ngoài đường phố có chuyện đó. Hồi ấy, mọi người thường căn cứ vào tiểu sử của những ứng cử viên để lựa chọn. Thường là những người có nhiều thành tích, có nhiều đóng góp cho cách mạng, có nhiều huân huy chương sẽ được bầu. Việc kiểm phiếu được làm thủ công nhưng vẫn đảm bảo chính xác. Đồng thời là khi kiểm phiếu là vạch 5 vạch đọc lên, một người đọc, hai người đứng kiểm soát xem vạch có đúng không. Thế là làm rất thủ công như 5 vạch. Và chưa nghĩ đến cái như bây giờ là xếp những phiếu là giống nhau thì bầu cứ lần lượt từng phiếu một, nên nó khá lâu.
và cuối cùng thì có ăn cháo gà về đêm, làm đến về chiều về đêm. Bốn trăm chín mươi hai người đã được bầu, trong đó có nhiều người là quân nhân cách mạng, công nhân, nông dân, nhân sĩ và trí thức. Họ là những đại biểu Quốc hội khóa 6. Trong kỳ họp đầu tiên, Quốc hội đã quyết định nhiều vấn đề quan trọng như lấy tên nước là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, xác định quốc kỳ, quốc huy, quốc ca, thủ đô là Hà Nội. Như vậy em thấy là cái bầu cử năm 1976, đây là lần thứ hai nhân dân ta tiến hành bầu cử. Và cái lần này thì em thấy rõ ràng là gì, ta bầu trong cái niềm vui đúng không, và rất là an toàn, chứ không giống như là cái bầu cử năm 1946 lần đầu tiên, tức là Pháp nó là gì, tức là Pháp rồi tay sai, tức là nó phải bắn phá rồi là nó cấm, cho nên lần thứ nhất thì để bảo vệ những cái hòm phiếu thì có rất nhiều cái chiến sĩ của ta đã phải đổ máu để bảo vệ cái hòm phiếu đó, và cuối cùng cũng thành công đúng không, 333 đại biểu đấy ở ba miền đó. Lần này thì cảm thấy đó là gì, tức là ta bầu cử trong cái niềm vui nó thống nhất đất nước và rất là an toàn, và tất cả này nó đều thể hiện đó là gì, cái quyền dân chủ của nhân dân và thể hiện cái tình đoàn kết của nhân dân nhá. Sau khi bầu cử thì bắt đầu tiếp theo đó là tiến hành quốc hội khóa 6, không kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6, thì các bạn thấy là kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa 6 có những quyết định gì? Thì các em xem đoạn sau đây ha. Thưa quý vị và các bạn, sau khi đất nước thống nhất vào năm 1975, một yêu cầu cấp thiết đặt ra là phải sớm thống nhất về nhà nước trên toàn quốc. Theo đó, vào tháng 4 năm 1976, một cuộc tổng tuyển cử trên toàn quốc đã được tiến hành. Hai tháng sau đó, tại kỳ họp đầu tiên của Quốc hội nước Việt Nam Thống Nhất, nhiều quyết định lịch sử đã được Quốc hội thông qua. Quốc hội đã quyết định đổi tên nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, để từ đây mở ra một chương mới cho sự phát triển của đất nước sau này. Kỷ niệm 70 năm ngày tổng tuyển cử đầu tiên, chúng ta cùng nhìn lại kỳ họp lịch sử này. Ngày 2 tháng 6 năm 1976, kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6 đã chính thức khai mạc. Tại kỳ họp này, 492 đại biểu đại diện cho 23 triệu cử tri cả nước đã bàn luận và đi đến quyết định nhiều vấn đề hệ trọng để hoàn thành công việc thống nhất nước nhà về mặt nhà nước. Tại kỳ họp này, Quốc hội đã thông qua quốc kỳ, quốc huy, bầu ra chính phủ, lấy Hà Nội là thủ đô và thông qua nghị quyết về đổi tên nước từ nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Tên nước nó cũng thể hiện được cái bản chất, sự phát triển của đất nước. Cái Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã được Quốc hội đặt tên từ những cái kỳ họp thứ nhất. Và cái kỳ họp Quốc hội thống nhất Bắc Nam đổi tên là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nó cũng mang cái tính lịch sử và có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong cái thời điểm mà hai miền thống nhất, và cũng phù hợp với cái cương lĩnh của Đảng, và cũng phù hợp với cái nguyện vọng của nhân dân. Như vậy, với quyết định tại kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa 6, chính thể Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Với tên mới, nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, nước ta bước sang một thời kỳ mới, thời kỳ quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng một xã hội dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh. Việc hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước và đổi tên nước thành nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tạo nên những điều kiện chính trị cơ bản để phát huy toàn diện sức mạnh phát triển đất nước. Ngay cái cách sắp xếp về từ ngữ thôi, Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam cũng giống như Liên bang Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Xô Viết, thì những cái đó thì phải chăng nó có chịu cái ảnh hưởng nhất định, thì cả về mặt tinh thần là muốn vươn tới một cái chân trời xa hơn, một cái mục tiêu cao hơn, và cái thứ hai nữa
cũng chậm một phần nào đó, ta muốn tìm một cái mô hình gần gũi, lúc đó là Liên Xô. Dù nói là chủ nghĩa xã hội hay là dân chủ thì dân chủ vẫn là gốc. Bởi vì suy cho cùng, chủ nghĩa xã hội cũng là để đem lại cái đời sống tốt đẹp, hạnh phúc cho nhân dân. Cho nên độc lập, tự do, hạnh phúc là mục tiêu không có gì thay đổi, không thể thay đổi và không có gì thay đổi. Và cái gốc là nhân dân cũng không thể thay đổi. Vừa tròn 40 năm đã trôi qua kể từ ngày Quốc hội Thống nhất họp phiên đầu tiên. Từ đó đến nay, thiết chế dân chủ và nguyên tắc mọi quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân ngày càng được hoàn thiện. Quốc hội nước ta cũng có những bước đổi mới quan trọng, từ khâu bầu cử đại biểu đến hoàn thiện cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động để thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan quyền lực cao nhất thay mặt nhân dân thực hiện các nhiệm vụ lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân và đưa đất nước có được vị thế ngày càng cao trên trường quốc tế như hiện nay. Như vậy em thấy là kỳ họp thứ nhất đúng không? Quốc hội khóa 6 của nước Việt Nam Thống nhất thì các em xem là đã thông qua những cái nội dung nào, nó hay quyết định nào. Đáng tin thứ nhất đó là thông qua chính sách đối nội đối ngoại của nước Việt Nam Thống nhất. Thứ hai đó là quyết định tên nước, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy, thủ đô. Ở thứ ba là bầu các cơ quan chức vụ lãnh đạo nhà nước. Nội dung thứ tư đó là bầu ban dự thảo hiến pháp. Và thứ năm đó là chính quyền địa phương chia thành 3 cấp: tỉnh, thành phố, huyện, xã. Đã nhớ những cái chính quyền địa phương 3 cấp này bắt đầu từ năm 1976. Giờ các em đi vào nội dung này, tên nước. Thì các em biết đó là gì? Năm 1945 đúng không? Thì lấy tên đó là nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Rồi đến năm 1976 thì Quốc hội khóa 6 thì lấy tên nước đó là cũng như ngày nay, đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt, Việt Nam. Và tên nước này thì các muốn biết đó là nó nằm giữa gì nhờ? Quốc huy. Đấy các bạn thấy đó, đây là quốc huy của Việt Nam. Ở giữa có dòng chữ đó là Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Và anh thấy hầu như tất cả những trong cái ban ngành, vân vân, trụ sở, cơ quan nhà nước thì em thấy là ở đâu đó, trong các phòng họp, phòng ấy cũng là cái quốc huy ở giữa đúng không? Phòng đấy, các bạn nhớ. Rồi, quốc kỳ, đó là lá cờ đỏ sao vàng. Đây là quốc kỳ Việt Nam. Các ấy đó còn gọi là cờ đỏ sao vàng, năm cánh đúng không? Lần đầu tiên thì các bạn biết đó là nó xuất hiện trong cái khởi nghĩa Nam Nam Kỳ, đấy, năm 1940. Còn trong cái cờ búa liềm của công nông binh thì em biết đó là trong cái Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931. Còn cờ đỏ sao vàng là xuất hiện đầu tiên đó là trong cái khởi nghĩa Nam Kỳ. Nay người ta còn gọi nữa đó là hay là cờ tổ quốc đúng không? Và hiện nay được Việt Nam chính được công nhận chính thức là từ năm 1976 tới tại kỳ họp thứ 6 này. Lá cờ này đại diện cho nước Việt Nam thống nhất. Cảm thấy lá cờ đó là hình chữ nhật, chiều rộng thì bằng 2/3 chiều dài, nền thì đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. Ý nghĩa của cờ đó là thể hiện cái màu đỏ đó là tượng trưng cho cách mạng. Có ý kiến thì đó là tượng trưng cho máu nữa đúng không? Tức là để có tự do thì phải đổ máu thôi. Rồi màu vàng đó là màu truyền thống tượng trưng cho dân tộc Việt Nam. Các em hay nghe Việt Nam gì đấy? Máu đỏ da vàng nhá. Và năm cánh sao tượng trưng cho năm tầng lớp đó là sĩ, nông, công, thương binh và cùng đoàn kết. Đấy, đó là ý nghĩa của quốc kỳ ha. Rồi quốc ca đó là bài Tiến Quân Ca. Mấy này thì các em biết đó là thứ hai đầu tuần thì bạn nào cũng được hát bài này rồi đúng không? Thì em thấy là bài Tiến Quân Ca là một bài hát do nhạc sĩ Văn Cao sáng tác vào năm 1944
và được sử dụng làm quốc ca của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam kể từ năm 1976. Trước đó, bài Tiến quân ca được chọn làm quốc ca của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa từ năm 1945 đến năm 1976. Thì ngay từ khi ra đời, bài hát được coi là bài hát chính thức của mặt trận Việt Minh. Cho nên trong cái thời kỳ cách mạng tháng 8 năm 1945 đấy, thay vì đoàn quân Việt Nam đi thì những người tham gia Việt Minh lại thường hát đó là đoàn quân Việt Minh đi. Khi được chọn chính thức làm quốc ca thì phần lời của bản quốc ca đã được sửa đổi khác đôi chỗ so với bản gốc Tiến quân ca của nhạc sĩ Văn Cao. Tuy nhiên thì thông thường khi cử hành quốc ca trong các buổi lễ thì chỉ có lời thứ nhất của bài được sử dụng. Giống như giờ các bạn mỗi sáng thứ hai là các bạn hay hát nha. Tuy nhiên thì các bạn thấy là phải hát cho đúng nhịp, nghiêm trang nha. Rồi tiếp theo nữa là anh thấy thủ đô. Lúc này lấy thủ đô là Hà Nội đúng không? Và ngày nay đó vẫn là cái trung tâm chính trị lớn nhất cả nước và thủ đô duy nhất của Việt Nam. Và một số nội dung khác em có nhớ đó là Sài Gòn Gia Định lúc này được đổi thành Hồ Chí Minh, thành phố Hồ Chí Minh mang tên Bác Hồ đấy. Thì nhớ là bắt đầu có tên thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu từ năm 1976 trong Quốc hội khóa 6 đấy. Đấy. Như vậy đây là những cái quyết định của kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa 6. Và xem cái này nó có ý nghĩa gì đúng không? Rồi, hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước có ý nghĩa như thế nào? Đó là ý nghĩa thứ nhất, đó là nó tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước. Ý nghĩa thứ hai là tạo điều kiện thuận lợi để cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội. Và mấy này các bạn thấy là vị thế của Việt Nam đã được nâng cao trên trường quốc tế. Như hôm trước các bạn thấy là gì? Ngày 6 tháng 6 năm 1969 khi mà mặt trận chính phủ lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam ra đời, các em nhớ mới là 23 nước công nhận, 21 nước đặt quan hệ ngoại giao. Nhưng năm 1976 này ta đã có tới 94 quốc gia công nhận và đặt quan hệ ngoại giao với nước ta. Như vậy vị thế của nhân dân ta, đất nước ta ngày càng nâng cao trên trường quốc tế đúng không? Và năm 1977, các em thấy là Việt Nam đã gia nhập Liên Hợp Quốc và là thành viên thứ 149 của Liên Hợp Quốc. Rồi trong Liên Hợp Quốc thì các bạn nhớ là sau đó là Việt Nam còn tham gia WTO. Rồi cái nhiệm kỳ 2008-2009 thì là Việt Nam là thành viên của Liên Hợp Quốc đúng không? Rồi là 2019-20 bây giờ đấy các bạn thấy Việt Nam là ủy viên thường trực đúng không, trong Hội đồng Liên Hợp Quốc đó. Đấy, như vậy vị thế Việt Nam ngày càng nâng cao nha. Như vậy bài này thì các em chỉ cần nhớ thứ nhất đó là tình hình khó khăn thuận lợi của Việt Nam sau năm 1975 nha. Rồi thứ hai là các bạn thấy là cái việc làm cần thiết nhất sau năm 1975 của nước ta đó là thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đấy, và đó cũng là nguyện vọng của nhân dân, nguyện vọng tha thiết của nhân dân hai miền Nam Bắc. Và cũng là nguyện vọng đáp ứng nguyện vọng của Bác Hồ đúng không? Trong di chúc các bạn thấy Bác cũng đã viết đó là Nam Bắc hai miền thống nhất. Đó, ta đã thực hiện được cái đó nha. Như vậy là gì? Cái mà việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước là cái ý nghĩa quan trọng nhất và việc làm bức thiết nhất của nhân dân ta sau năm 1976 đúng không? Đấy, thì các em nhớ đó. Rồi ngoài ra thì các bạn cũng nhớ thêm ha, tức là bầu một số cái ban lãnh đạo đấy. Trong đó nhớ đó là chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đầu tiên, để em nhớ đó chính là Tôn Đức Thắng đúng không? Thủ tướng chính phủ là Phạm Văn Đồng, mình nhớ đó. Tôn Đức Thắng thì các em đã học là trong cái phong trào công nhân ấy, đó là người đã thành lập ra cái công hội bí mật năm 1923. Rồi sau đó là có cái khởi nghĩa Ba Son đánh dấu bước
nhảy vọt đúng không? Từ tự phát sang tự giác của phong trào công nhân á, thì về các bạn đọc lại không? Xem thêm về vị chủ tịch nước ha, Tôn Đức Thắng. Rồi cô có một số cái câu hỏi cái bài tập ha để ôn tập. Rồi thứ nhất nè, thuận lợi cơ bản của đất nước ta sau đại thắng mùa xuân năm 1975 là gì? A là các nước xã hội chủ nghĩa tiếp tục ủng hộ ta. B, nhân dân phấn khởi với chiến thắng vừa giành được. C, đất nước đã được độc lập thống nhất. D, có miền Bắc xã hội chủ nghĩa, miền Nam hoàn toàn giải phóng. Như vậy cái này thì các bạn sẽ thấy cái câu mà thuận lợi cơ bản nhất đó là gì nhỉ? Đó là đất nước đã được độc lập thống nhất. Nào. Rồi thứ hai. Rồi, sau đại thắng mùa xuân năm 1975, nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu của nước ta là thứ nhất, mở rộng quan hệ giao lưu với các nước. Đó là câu A đấy. Câu B, thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Câu C là khắc phục hậu quả chiến tranh, khôi phục phát triển kinh tế. Câu D là ổn định tình hình chính trị ở miền Nam. Dĩ nhiên thì các bạn biết đó chính là câu câu B, thống nhất đất nước về mặt nhà nước. Đó là nhiệm vụ cấp thiết hàng đầu và ta đã hoàn thành, cho nên nó ý nghĩa rất là lớn đấy. Rồi câu số 3, tên nước là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được thông qua tại sự kiện chính trị nào dưới đây? A, hội nghị hiệp thương chính trị thống nhất đất nước tháng 11 năm 1975. B, cuộc tổng tuyển cử bầu quốc hội chung tháng 4 năm 1976. C, kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 6 của nước Việt Nam thống nhất tháng 7 năm 1976. Và câu D, hội nghị lần thứ 24 ban chấp hành trung ương đảng tháng 9 năm 1975. Cái này chắc bạn nào cũng nhớ gì quá dễ đúng không? Đó là kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa 6, với quốc hội khóa 6 thôi, tên nước, quốc kỳ, quốc ca, quốc huy đúng không? Rồi tiếp câu số 4 là việc hoàn thành thống nhất nhà nước về mặt thống nhất đất nước chứ về mặt nhà nước có ý nghĩa quan trọng gì? Thứ nhất, cơ sở để Việt Nam mở rộng quan hệ với các nước trên thế giới. Thứ hai, tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước. Thứ ba, đưa miền Nam đi lên chủ nghĩa xã hội. Thứ tư, tạo điều kiện thống nhất các lĩnh vực kinh tế xã hội. Đó là câu nào cũng đúng hết á, nhưng câu đúng nhất đó là câu câu B, đó là tạo điều kiện chính trị cơ bản để phát huy sức mạnh toàn diện của đất nước. Cái này là chủ yếu đó là về mặt chính trị đúng không? Rồi câu 5, khó khăn lớn nhất của cách mạng Việt Nam sau kháng chiến chống Mỹ cứu nước 1954-1975 là câu A, hai cuộc chiến tranh phá hoại của Mỹ đã tàn phá nặng nề miền Bắc. Câu B, ở hai miền vẫn tồn tại hai hình thức chính quyền nhà nước khác nhau. Câu C, những tàn dư của chế độ thực dân mới còn rất lớn, nhất là ở miền Nam. Câu D, sự chống phá của các thế lực thù địch cùng những khó khăn của chủ nghĩa xã hội. Như vậy các em thấy là cái này thì đều là khó khăn. Nhưng khó khăn lớn nhất đó chính là hai miền vẫn tồn tại hai hình thức chính quyền khác nhau. Cho nên chúng ta phải thống nhất đất nước về mặt nhà nước là đó. Một số câu vận dụng này. Cảm thấy như là em rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân từ nội dung của bài học này. Như là phát huy truyền thống, yêu nước, đại đoàn kết dân tộc. Hồi lòng biết ơn sâu sắc, biết trân trọng, yêu quý nền độc lập, thống nhất, hòa bình, tiến bộ như ngày hôm nay. Rồi, đấy. Là học sinh em sẽ làm gì để góp phần phát huy truyền thống đoàn kết, yêu nước trong công cuộc xây dựng bảo vệ Tổ quốc ngày nay? Thì các bạn đó là gì? Phải học tập đúng không? Để ra sức đó là ra sức học tập như Bác Hồ nói đó, để sau này góp một phần công sức của mình không? Để xây dựng và bảo vệ đất nước. Và nhất là trong ngày nay thì các bạn biết rồi, tức là hiện tại bây giờ đúng không? Tức là đang đại dịch đấy. Thì các em ở nhà ít đi ra ngoài, tuy nhiên thì chúng ta vẫn chăm chú là học tập đúng không? Do vậy học tập là yêu nước nha. Đối với tuổi nhỏ đúng không? Đấy. Học tập rèn luyện đạo đức, tham gia các hoạt động xã hội, thực hiện nghĩa vụ quân sự, góp phần xây dựng bảo vệ Tổ quốc vân vân đúng không? Nên này rất nhiều cái bài học rút ra.
Rồi, em hãy tìm và đọc một bài thơ hoặc danh ngôn hay của Bác Hồ nói về truyền thống yêu nước, tinh thần đại đoàn kết dân tộc và trách nhiệm của chúng ta đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cái này thì các bạn tham khảo nha, cái nào đi học thì cô hỏi các bạn để cộng điểm thêm, đúng không? Khích lệ thêm. Rồi, đấy như là một số câu nói của Bác Hồ nói với thiếu nhi, đúng không? Trong cái về lần về thăm đền Hùng đấy, đó là các vua Hùng đã có công dựng nước, bác cháu ta phải cùng nhau giữ nước. Hay là đoàn kết, đại đoàn kết, thành công, đại thành công, đúng không? Và này các bạn thấy là lời nói Bác Hồ lúc nào cũng ý nghĩa và thực tiễn hết, đúng không? Và giống như ngay bây giờ đấy, các bạn thấy là Việt Nam mình á, nói chung là đã thành có tiến triển hay là cũng có bị những cái ảnh hưởng của Covid-19, nhưng mà toàn dân đã đoàn kết, đúng không, cùng với chính phủ rồi cùng với nhà nước và thực hiện nghiêm chỉnh những cái quy định của nhà nước, cho nên ta hạn chế được tối đa cái tình hình đó, đúng không? Rồi còn như vậy cái bài này thì cô dừng ở đây. Cô sẽ giao một số bài tập đó các em làm, rồi có gì các em làm xong rồi các em gửi cho cô ha. Những cái bài các em làm á, thì gửi cho cô thì cô sẽ chấm điểm và cô tập hợp điểm lại nha. Cho nên các em phải thực hiện đầy đủ. Với hai nữa là các em phải liên tục, đó là gì, đọc sách rồi ôn tập làm bài. Đó, cứ làm nhiều là nhớ ha. Bài hôm nay cô dừng tại đây. Chào các em, chúc các em một tuần học tập tốt.